Con kính thưa thầy, cho con xin hỏi thầy Quan Hỷ đáp dùm cho chúng con đặng rõ để học. Con người ở cõi trần, ai con người ở cõi trần không tu thì khi bỏ pháp phải đi tái sanh theo nghiệp. Còn con người được tu hành, được đến nơi đến chốn thành công, các gì đó được ở đâu? Thì ở chỗ thanh thản an lạc như sự chứ ở đâu con? Con biết cái chỗ đó quá rồi, bây giờ còn gì hỏi thầy? Chứ ở chỗ nào nữa? Vì hồi đó giờ cứ khi nào mình tu hành thì nó có được ai rước mình ra bên chết nào. Bây giờ ai rước mình được? Nhớ thì thầy dạy con giữ được cái tâm chỗ đó nó không tham sân si á, thì con chế con ở chỗ đó. Bây giờ không ai rước con cũng ở đó nữa. Con chờ mà thầy hướng dẫn nữa thôi. Thì sáng cái chuyện đó không có. Con xin thầy vui lòng. Còn mỗi bữa ăn chúng con cúng niệm mười phương Phật, mười phương Phật đó ở cõi nào, ở trong hành tinh này hay là cao hơn nữa? Không có ở cao mà có không à. Ở trong cái lòng cung kính của con tưởng nhớ đến chư Phật, nói mười phương chứ gì, thật ra là cung kính Phật ở tại nơi an ổn thanh tạng an lại với sự của con. Cái lòng đây là cái chỗ mà con cúng, khi mà con xin bữa ăn về con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ của mình, ông tổ tiên cha mẹ của mình mới có mình, công ơn Phật mình mới có pháp tu, mình nhớ bữa ăn này mình sống, mình nhớ mình hai cái mình lo tu, có cái ngũ định tâm quán đấy không? Có cái năm pháp quán về ăn đó không? Vậy nó rõ ràng coi cứ mù mờ không biết ở chỗ cõi nào. Như vậy là con còn chưa biết, tôi đã thầy mà chưa biết mình ở chỗ nào. Thầy đã giảng ngay cái chân lý điều kiện để cho mấy con giác ngộ, nó là cái chân lý giải thoát, là cái diệt đế đó, để cho mình nắm cho hiểu được cái chỗ đó, để mình hộ trì và bảo vệ chỗ đó, khi chết mình sẽ về đó, không có về chỗ nào nữa. Không có ai, không có Phật nào mà rước mình hết. Bây giờ mà mình hết chưa hết tham si thì ổng không dám rước về cõi của ổng đâu. Mà mình hết tham si rồi, bây giờ nó ở chỗ thanh thản, giờ ổng có mời mình đi mình cũng không đi nữa. Tôi ở chỗ này là tôi thanh thản rồi, tôi không có đi cái chỗ mấy ông đâu, biết chừng mấy ông gõ mỏ tụng kinh nó làm tôi còn chướng nữa. Rồi nó ngõ ré niệm Phật không là chắc là tôi cũng mệt tôi rồi. Ở đây thanh thản không sướng hơn cái cõi của mấy ông sao, mà cho nên không có cần rước đâu. Còn cái vấn đề mà ở cái cõi nào cao hơn này kia không có có đâu, không có có. Bởi vì con người là duy nhất thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là con người là duy nhất, không có còn ai hơn cái con người nữa. Con người mình nó chế tác ra, nó chế tác là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó chế tác ra những cái thế giới siêu hình cao hơn nó. Nó nghĩ rằng nó còn thấp cho nên nó chế ra, chứ sự thật là nó là đệ nhất, chứ không còn ai nữa. Công tin hỏi thầy cả gần xa rầy, sao cho con nghe thầy mỗi lát lâu lâu thầy kêu trời đất ơi, mận này giờ có sao không được thầy? Trời đất ơi là cái tiếng con nghe nó thâu rồi. Trời đất ơi có nghĩa là cái tiếng nói như vậy, chứ không có trời đất. Có đất có trời, mà đất trời không phải có âm. Con hiểu không? Lúc thầy thấy thầy già, có lúc thấy thầy trẻ. Ngộ à. Bây giờ thầy thấy già thế già, còn có lúc thì sao nữa trẻ khô à? Con thấy vậy nè. Lúc này sao là hai người có thể nói, có lúc nghĩ nó sâu thì mà có lúc còn thấy là nó múc ra nè, múc ra như thế vậy. À mấy con không có nhận ra được cái điều đó. Đúng là mắt phàm của mấy con đâu có nhận ra được cái điều đó. Cái cơ thể của thầy nó dễ cái sự mà thay đổi là do cái sự mà điều khiển của thầy. Điều khiển của thầy. Cho nên nếu mà thầy không có điều khiển á thì chắc chắn là thầy không có điều khiển, cơ thể của thầy nó sẽ bị diệt mau đó. Vì thầy làm việc quá nhiều, cái sức làm việc gấp đôi ba người là ra thầy làm việc rất nhiều. Cho nên thầy điều khiển. Điều khiển khi mà thấy nó quá mệt nhọc, điều khiển nó khỏe. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mà thầy điều khiển bỗng nhiên mấy con gặp lúc mà thầy đang phục cái sức của thầy, thế sao mà mắt thầy nó không có sâu nữa. Nó múc lên như là ngủ muốn dậy nó, thì đó là cái sự điều khiển ở trong cái tỉnh thức để an trú, để an trú. Thầy như sau có một mắt như con muốn hỏi là khi mà như thầy là tôi đã có rất là tốt rồi, tôi có dịch ý thức rồi. Cái đôi mắt của thầy nó bây giờ nó mờ, nó
À, nói chung là nó bây giờ nó mờ là tại vì cái thân tứ đại của mình phục hồi để mình duy trì cái sự sống, chứ không phải phục hồi cái tật của nó được. Mà nên nhớ cái tật của nó được, không có được. À, bây giờ thí dụ như thầy giữ được cái đôi mắt của thầy mà tới bây giờ mà thầy vẫn mang một cái tiếng như thế này, chứ còn người ta phải thay đổi nhiều cái loại tiếng. Không biết mà thầy giữ gì nữa. Còn bây giờ cái đôi mắt của thầy là giữ cái tiếng từ nào bây giờ thầy giữ nó. Cho nên thay đổi gì thay đổi cái tiếng của thầy vẫn cái độ nó không thay đổi. Đó mà nếu mà thay đổi thì người ta độ tiếng người ta tăng tăng độ qua nó không có cái tuổi già này nó về cái sức mà thị giác của nó càng lúc nó càng ém. Em chưa đến khi mà cuối cùng nó quá là nó mới tỏ mà, nhưng mà cũng phải mang tiếng thấy chứ, còn nó phải quá là mình thấy là không phải đâu. Cái sức của nó, nhưng mà thầy giữ cái độ của thầy để mình sử dụng chữ nhìn nó với một cái tiếng, bởi vì cái này là coi như là từ nhỏ chí lớn đó. Thì mà thầy đến học và cuối cùng mà trong khoảng hai mấy tuổi thì con mắt thầy nó mờ rồi. Nói chung là bị mình sử dụng, mình học nhiều quá nó mờ mắt. Do đó từ đó mà thầy giữ được cái độ kiến của thầy, mà từ ngày đó tới giờ mới con thấy thầy mang cái kiến cứ cái độ này. Thầy coi như là cái gọng cao su này, cái này kia đoạn vậy đó, mà bây giờ cái gọng này là thay đổi, còn cái kiến này nó mài lại nhỏ để cho nó gọn một chút, chứ nó kia hồi đó cái kiến bự rồi nè, lớn. Cho nên vì vậy mà thầy cứ giữ cái độ. Hôm đó từ Quang đi đo cũng lấy cái kiến của thầy đo cái độ như vậy thôi, chứ không có gì khác. Thầy Quang hôm đó đưa thầy xuống Củ Chi để thay độ, thì vô coi rồi thì cái kiến của thầy cũng độ như vậy thôi, không khác. Vừa rồi thì mặt hạnh cũng đem ra quải, thầy nói đem ra quải thôi, lấy cái gọng này nè, thay đổi cái gọng kia giùm thầy, thầy đem cái kiến này ra mà, chứ còn không có thay đổi cái kiến mới. Cho nên cũng vẫn còn cái kiến cũ y như thường. Có cái kiến cũ mà không thì đưa con đó, đó cái độ nó y như vậy đó, không thay đổi. Đó, còn thầy như còn cái chừng mà người đi như thầy sáng cái thầy cho nghiệm nó đúng thì con cũng còn đủ cái năm cho những cái này, như đi thì thầy sáng thầy cho nghiệm có nó nào thầy ý thầy làm chỉ có được môn chỉ nhận một đầu là không có đến thứ hai nữa. Như vậy thì những cái thầy mà cũng để ở phía trước đó, thì con không nhận. Nó không sao, cái gì đây là cái vấn đề mà mình trong một cái giai đoạn của tu viện đó, lẽ ra thì thầy đã nói là mình đi khất thực thì mình đi tới một cái chỗ nào đó mình khất thực rồi mình về thôi. Còn bây giờ cái giai đoạn tu viện của mình nó như là chuyển biến, nó thay đổi, nó làm rất khó chứ không phải dễ đâu. Để từ lần lượt rồi mình chuyển biến, còn có cái chỗ mình đi xin thôi, mà mình không có cái nhà bếp. Bởi vì từ lâu tới giờ thầy về tu viện này, thầy đã chỉnh đốn tất cả những mê tín thì dẹp hết rồi. Nhưng mà còn cái nhà bếp thì nó rất khó, bởi vì không có cái người mà hỗ trợ mình bên ngoài, cho nên mình làm cái nhà bếp bên ngoài không được. Nghĩa là cái nhà bếp ở đâu người ta đem đến người ta cho mình thôi, thì mình ở trong cái tu viện. Cái mục đích của thầy là sống như thần Đức Phật đi sinh thôi, nhưng mà không làm được. Cho đến cuối cùng hôm nay là khi mà thầy trở về để mở mang cái lớp á, thì đã có Phật tử người ta ủng hộ, thì đấy đó là cái may mắn. Còn bây giờ mình sống ở trong này thì cứ út trợ giúp với Phật tử, họ lại quen các ngoái nữa thôi. Thầy nói thật sự từ đâu tới giờ người cứ đem đồ bánh trái người kia người ta cúng. Rồi bây giờ mà họ mình không đem cho người khác ăn thì làm sao cho hết, có phải không mấy con? Cả một vấn đề rất dạ. Cho nên ở Hà Nội mà gỡ bánh chưng này kia vô, thầy đã gọi điện thoại, thầy nói đừng có làm, ở đây có Phật tử cúng dường rồi. Không, vậy mà người ta cũng quen cái thật mà cứ gửi trong chùa để được. Nào là nếp, nào là cái nẩu, nào này cứ đủ thứ. Thôi đó có rồi cứ để cho thúi ha. Không lẽ không nấu. Nó rất khổ dẹp cái nhà bếp. Bây giờ nó đã quen cái thối của tiểu thừa rồi, nó rất khó. Vậy mà bên khất sĩ nó đã tổ chức được như vậy rồi, bây giờ nó là còn mở cái nhà bếp ở trong cái tỉnh xá chứ. Trời đất ơi, thầy thấy nó thật là điên á, chứ đâu phải sung sướng gì cái chuyện đó đâu. Tại vì mình còn tham dục, mình muốn ăn theo cái ý của mình, muốn mà mở cái nhà bếp ở trong chùa. Còn cái kia để mình đi sinh ra. Cho nên trong cái vấn đề này rất khó. Bây giờ thì chúng ta phải tùy thuận để lần lượt, tôi biết lần lượt thầy cởi bỏ ba cái Phật tử cúng dường. Họ đến là cúng dường gạo nè, họ cúng dường cái này. Bây giờ cúng dường gạo gì, hằng ngày tôi có cô người ta đem cho ăn rồi mà cứ cúng về tôi để gạo này nó mất phẩm hay sao? Con hiểu chỗ này không? Khó lắm chứ đâu phải dễ. Muốn cải tổ một cái vấn đề gì cả một vấn đề. Cho nên hiện giờ cô đưa bánh đưa trái là rau cải này kia được. Bây giờ Phật tử ở ngoài chợ quán chẳng bàn này đem vô một cái sách rau vậy, nó cúng dường cũng thầy. Nó thôi thôi không được hả?
bây giờ làm sao nói cho họ nghe, bởi vì ở đây có cúng dường rồi, đừng có quen của người ta, luôn luôn là người ta muốn đem cúng dường. Có nhiều khi rau cải đỏ ăn hết thôi nè, cúng dường. Cái điều đó là điều có chứ đâu phải không ấy. Nhưng mà mình làm sao mình bỏ đây, thảo một vấn đề khó lắm. Cái đó là bỏ thời gian này. Nó chính mình lần lần thôi, mình lần lần mình mới nhắc khéo Phật tử rồi. Đừng có nên cúng gạo, đừng có nên cúng cái gì hết. Ngày nào Phật tử người ta cũng cúng dường thì bắt đầu bây giờ nó mới thật sự, nó mới được. Còn bây giờ mấy con nói bây giờ để đó là bây giờ nếu mà người ta cúng dường vậy mà để vậy nó hư hết. Cứ từ đó lấy rồi, nhưng mà nói như vậy đó bây giờ nha. Bây giờ cúng của để đó mình tích trữ sao được cái mầm, cái mầm mà tích trữ đó, cái mầm mà tích trữ là mình chấp nhận Phật tử cúng. Còn mình không chấp nhận Phật tử cúng lần lượt thầy sẽ dẹp ba cái người Phật tử thì nó ở tu viện bây giờ nó có như vậy. Mình nói cho Phật tử người ta nghe, người ta không cúng dường nữa, người ta không đem đồ ăn cúng dường nữa. Chứ là thật ra thầy dặn như này, bây giờ cúng dường cứ đem tiền cúng dường cho người ta, người ta muốn ăn gì đó người ta mua, còn không á thì người ta sắm đồ tứ sự cho thiếu tăng. Chứ còn cúng dường bây giờ có cái chỗ cúng dường người ta ăn bữa cơm rồi, cúng dường người ta ăn sẽ cho hết. Con thấy bây giờ ra con lấy cơm rồi con lấy người vô đó, con lấy bánh tét này kia nữa đủ thứ. Hôm nay thôi thì đã đảo mình thừa, nay thừa dữ quá rồi. Mình nấu cơm không phải của người ruột thịt, mình nấu cơm ở ngoài mướn cho người ở ngoài nấu vậy cũng nguy hiểm lắm thưa thầy. À, nó lỡ mình có chết thì cũng đúng chứ, nên cái nghiệp mình trả mà có gì đâu mà bây giờ. Như vậy trong trường hợp này con có nên lấy có được con không sao hết, không có gì đó. Bây giờ mình trong cái giai đoạn chuyển biến mà, nghĩa là cái giai đoạn chuyển biến để từng đoạn lực rồi thầy sẽ cố gắng thầy khắc phục Phật tử. Chứ bây giờ nói của thôi, của bây giờ để của mình con ăn hết không. nhưng mà như thế này để thầy nói tiếp như thế này. Nhưng mà nếu mà không kéo á thì nó lại biến của Út trở thành cái nhà bếp. Nói con hiểu không? Bởi vì cứ dồn dập vậy cô nấu rồi thành ra nó thành cái thói quen nữa, con không nấu cũng không chịu không được. Nên nó cũng khó chứ đâu phải dễ, cho nên gì hết. Đây là cái giai đoạn mà thầy chuyển biến rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên thầy thường nói thầy đứng trên đầu ngọn sóng. Nó đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên vì vậy mấy con cứ bình thường. À, bây giờ cái vấn đề mà thầy nói là bây giờ vấn đề mà của đưa ra là do Phật tử cũng dường thì thôi, bánh mì rồi này kia chứ thật đó. À, tới cái giờ mình đã thọ thực rồi mà ở ngoài kia cái đem bánh mì vô cũng dường cũng sạch rồi. Chứ không để ăn hết sao, mà trong khi mình ăn gần rồi thì chắc đổ bánh mì ra cũng dường. Nó thì mấy con thấy trong cái vấn đề này nó rất khó, mà tự họ cũng dường nhiều cách nó không có đúng cách, mà tại vì nó thành cái thói quen rồi, nó biến thành mình phải chịu, phải đi dành cả một vấn đề khổ trong cái người tu. Chúng ta không có muốn cái để dành nữa. Cho nên bây giờ là cái cuộc cách mạng, cái cuộc thay đổi mà thầy đang thay đổi, cho nên thầy phải đủ cách. Rồi bây giờ đặt thành vấn đề là bây giờ đại thừa nó lợi dụng cái này, nó muốn cái ông mà nấu cơm này khỏi chúng ta chết hết cái đám này đi. Nguy hiểm, con sợ lắm, không lại không dám nói thầy. Thầy đặt thành vấn đề chắc vừa cái bị ngộ độc lần trăm mấy hai trăm người không. Bây giờ là thật sự ra cái mà người ta đem cơm mình á, mà người ta bỏ nó cho mình thì cái người đó họ chịu trách nhiệm, có phải không? Con đừng có sợ, bởi vì nó có. Bây giờ cô Liên Châu nó cổ nấu rồi, cái người mà cổ mướn nấu thì cô Liên Châu nó chịu trách nhiệm, còn cổ giao cho cái tiệm cơm làm cái chuyện đó. Mà nếu cái tiệm cơm này mà không kỹ, chúng ở đây mà lỡ mà có ngộ độc mà có đi kéo nhà thương hết mà chết hết đó, thì cái tiệm này nó sẽ ba thằng công an nó quần luôn mà xem, đừng có nói chuyện, nó không dài gọi đâu. Mà quả chăng cái nghiệp mình chết vậy cũng sướng chứ. Có gì đâu, cứ bất động tâm là giờ niết bàn hết. Bây giờ ngồi tu để mà cho tới đủ tứ thần túc cực lắm. Nếu mà lỡ mà ăn chết được thì cứ bất động tâm mà thôi, đừng biết sợ. Đó là một cái lý luận để có cái nhà bếp ở bên này, đó cũng một cái lý luận. Không có nghĩa là mình đề phòng chứ. Cũng như là cái bữa tôi chỉ thiện ký có nói là bây giờ cô Út có nuôi chúng con mấy năm nay, bây giờ mà cô để như vậy thì không làm sao được. Chúng con coi cô như là mẹ, nhưng mà thiệt ra là đó một cái lý luận. Nói chung là bây giờ nó cần thiết để mẹ của Út rảnh đặng cũng lo công chuyện khác, nó nhẹ nhàng hơn. Cái công chuyện nhà bếp chứ nó lu bu lắm đấy mà. Chiều vậy nó phải lo rồi, khuya phải dậy rồi, rồi sáng phải phân cơm này kia đủ thứ cực, rồi còn bao nhiêu chuyện. Mà công chuyện của Út rất nặng, là liên hệ với chính quyền để bảo vệ an ninh mình đây chứ gì, rồi lo công việc xây dựng, rồi coi thất chỗ nào nước nó đủ loại,
ai cái gì cũng réo cổ, nào là đèn, nào là của anh nước, nào là cái đủ thứ, có chi gì hỏi cũng gọi cổ hết. Rồi ngoài cửa kia gõ cửa, khách khách tới khách lui, người ở người đi, nó đủ đủ thứ hết, nó đâu có chuyện mà thường đâu. Cho nên vì vậy một cái nhỏ là chỉ có một cái phần nhỏ là cái cơm nước có người khác lo là cũng nhẹ được một phần đó rồi, còn bao nhiêu phải gánh vác nữa, nó ngon hơn. Chứ đâu phải là nó đơn giản đâu, của cô gái làm cũng nhiều lắm. Mà bây giờ nếu mà cứ để của Út mà cứ ở trong cái nhà bếp như vậy rất là tội cho cổ. Mà thầy còn muốn cổ còn rảnh rang nữa là sau khi xây dựng tất cả những cơ sở này, khu dưỡng lặng, khu ăn dưỡng cho người già tu tập rồi, thì coi như là mình cái lúc của mình đây tạm thời nó đủ thôi, không có còn làm thêm nữa. Bắt đầu chỉ còn có lo của Út, chỉ còn lo liên hệ chính quyền để cái mặt ngoại giao, rồi còn lo cái vấn đề mà khách khứa nữa thôi, không còn gì nữa. Còn em bây giờ tới sau này nè, nếu mà có khách mà đến thì chỉ cần gọi điện thoại là cái tiệm cơm nó sẽ đem thêm cái phần đó, cũng không khỏi lo về cái vấn đề mà khách nữa. Thầy dự định ở trong đầu mà, thầy xin cô Châu là bây giờ nếu mà lỡ mà có khách này kia thì khi mà thiêu thì cứ ghi sổ cái ngày đó bao nhiêu cái khẩu phần là tính tiền được. Nếu mà có 5 người, 10 người mà người ta đến đây để người ta thọ cai thì xin nhá, xin tiệm cơm nó nói thẳng đó, nó là thì cô Châu cũng nói nếu có ai thì cứ gọi điện, cô đặt hết tên rồi, rồi được mà, cũng được mà. Không phải khi mà nó chuyển, nó giai đoạn nó chuyển biến nó làm cho hụt hẳn một cái người khác. Như bây giờ cô Út từ lâu đến giờ cô nấu, mà giờ chuyển biến vậy cô cũng hụt hẳn thôi. Mình phải thông cảm, phải hiểu chứ. Thầy rất thông cảm, thầy hiểu, cho nên thầy an ủi cô Út rất nhiều đó, chứ không phải là không đâu, chứ không phải là đơn giản đâu. Mấy con biết mà, thầy đã nói thầy đứng trên đầu sóng mà, thầy hiểu hết tâm lý của mọi người hết, chứ đâu phải thầy không hiểu đâu. Cho nên mấy con phải hiểu thầy là người vất vả cực khổ nhất ở trong những cái lớp học này, vừa đào tạo rồi trong khi mấy con bị những cái kiến chấp của mấy con nữa. Thành ra trong khi mà Nguyên Thanh viết những bài đó, mấy con hói chịu nghe, thầy thấy nếu mà thầy mà ngồi lại soạn những cái bài mà cho đầy đủ vậy thì mấy con biết phải một năm nữa thầy mới mở được cái lớp này trước khi mà thầy soạn cái giáo án. Chứ đâu phải là cái không mà vừa sạn vừa làm sao mà có thì giờ mà đọc kinh sách để mà quân tập được như vậy. Mai có cái đầu của nó đỡ cho thầy biết bao nhiêu hơn. Vậy mà mấy con còn chê không muốn học thì thầy nói còn cái gì nữa. Mấy con chỉ có cái mặt cảm của mình thôi, mà mình không thấy được cái dở cái hay của người khác để mình học. Chỉ có cái mặt cảm, thầy nói tất cả những cái đó mình bỏ xuống đi, còn cái nào hay thì mình học. Mình ảnh hưởng à, mình cái người đó xấu vậy vậy, người ta nói sao kệ người ta, xấu tốt gì mình biết, nhưng mà người ta có cái hay của người ta, để rồi rút cuộc rồi mình học những cái hay của người ta để cho mình chuẩn bị cho mình trong con đường cái đó là cái này. Cho nên thầy thấy ở trong nam thì mấy con cũng có những cái tư tưởng đó, rồi ở bên nữ nó còn hơn, cái số người còn hơn nữa chứ đâu biết. Muốn được đạo nó như đó về cái chuyện mà muốn hay không nữa thì những cái gì đó phải có một cái sẵn sàng, một cái phản ứng của nó. Nhưng mà mặc khi vì nó còn có những cái phản ứng đó, tại vì người dân nuôi những cái điều kiện nó mặc thì nó phải có một cuộc phản ứng thôi. Chứ tôi nghĩ là cô sẽ dốt sẵn được cái một cái gì về cách đây có mấy hai ba ngày, cái hai ba ngày con cũng có chát với trước, con có gặp thầy vua quan cũng chỗ để tập với con, thì con có đứng xuống nói chuyện với thầy vua quan. Không phải ra đâu con. Nên trong cái vấn đề đó là trong cái vấn đề hiện giờ mà vấn đề mà ăn uống thì tất cả mấy con tùy thuận để thầy lo, tất cả nó còn chỉ còn duy nhất có một cái mặt thầy bảo đảm. Còn cái vấn đề mà mấy con lỡ ăn chết thầy chết giùm cho, thầy bảo đảm mấy con lỡ mấy con chết thì chết, thì chết thế giùm cho. Bây giờ con sắp thưởng các ngư, thầy nói lợi đây cái chết lợi đây, thầy chết giùm cho con sống đi. Thầy bảo nó nghe mà, con hiểu không? Cái sức thầy bảo con nghe trong cái thời mà bốn vị sư mà đầu tiên qua Việt Nam đó, từ Khương Tăng Hội, Tỳ Ni Đa Lu Chi, bốn vị sư đầu tiên
thì có một cái vị nói tôi ăn thịt tôi đau bụng cũng không chịu, tôi đau bụng à, cái ông sư đó ông đến cái đất nước của mình thì có những người bảo ông ăn thịt đi, ông ăn mà nếu đau tôi chịu cho ông. Thì cái vị sư mà trong bốn vị sư đó mà đến đất nước Việt Nam này, nếu mà tôi đau thì ông chịu đau thiệt phải không, ông chắc vậy không, bảo đảm chắc không, thì ông này ăn miếng thịt vô cái ông đau á, thì ông nói bây giờ cái ông nào mà chịu đau thế cho tôi lại đây chịu thế giùm tôi đi, thì cái ông kia lợi cái thì bắt đầu cái đau nó quá hai bên ông chịu ông đau lăn lộn đó, ông chịu đau đó, ông biểu tôi ăn cho nên bây giờ ông phải chịu đau tôi, bây giờ tôi đi chứ không ở đây đâu, ông kia lại quá trời quá không là sao cái đau cho hết tôi chứ bây giờ tôi chịu không nổi. Thì từ ra về sau mấy ông được ép cái người ăn chay, người ta muốn ăn gì ta ăn, được ép người ta ăn thịt. Bởi vì cái dân mà trong cái thời mà Việt Nam của mình là cái thời bộ lạc ghê lắm chứ đâu phải mình đến đó mình truyền đạo, thì tức là mình cũng phải giao thiệp với họ, mà họ tới chừng họ làm thịt trâu thịt bò gì đó họ nướng họ thui họ ăn một cái kiểu mà dân bộ lạc hồi đất nước gì mình họ bắt ổng sư ổng cũng ăn, ông nói tôi ăn không được rồi, tôi ăn nó đau bụng tôi quá đi ông, ý mình nói để từ chối thôi cái gì, ông nói ông ăn đi mà đau bụng tôi chịu cho ông. Mấy ông bộ lạc mà mấy ông mà như đồng bào thượng của mình vậy đó, ông ăn đi tôi chịu đau nhá. Thế ông tưởng là mình ăn mình chịu đau thôi chứ ổng là sao chịu đau, nhưng mà ông sư là ông nói hiểu là ông chịu đau phải không, tôi ăn thì chừng nào mà tôi đau tôi kêu ông chịu à, thì ông này nói ông cứ ăn đi đau tôi chịu, nói đầu cá nhau rồi được rồi tôi ăn vô miếng, ông kêu rên quá ông sư, ông rên quá ông sư, thì ông kêu cái người nào mà chịu đau lại đây chịu giùm tôi, thì ông đó ông lợi thì ông nói cái đau qua bên ông thì tôi hết đau rồi tại ông đó ông chịu, thì do đó cái ông kêu ông rên. Cái đó là sử dụng cái cách thức thần thông tưởng thôi mấy con, chứ không có gì đâu. Hôm nào mấy con muốn biết thì thầy làm thử cho bữa. Không, cái tưởng nó mạnh lắm rồi, nó làm được chứ không phải là không đâu. Cái đó là cái thần thông tưởng thôi chứ không có gì đâu. Thật sự mà. Cho nên cái chuyện mà thầy nói đọc đó nó như là huyền thoại. Nhưng mà không ngờ nó có thật chứ không phải là huyền thoại. Nhưng mà cái những cái vị sư đó thầy biết họ chưa có phải là người ly dục giác pháp hoàn toàn đó. Bởi vì họ viết kinh sách ra thầy biết toàn là đại thừa. Nhưng mà cái lực tưởng họ đến mạnh như vậy đó con, cái thần thông như vậy đó, chứ không phải là tường đâu. Cho nên tất cả những cái thần thông tưởng không có gạt được thầy được cái chỗ này đó. Thầy biết rất rõ, mà cái vị sư nào mà nói cái chuyện mà này kia đều thầy biết, không có thế nào qua cái mặt của thầy được. Đó là cách hiểu của thầy. Cho nên thầy muốn nhắc lại cái chỗ này để cho mấy con thấy rằng có mấy con sợ chết, mấy con ăn đi có chết thầy bảo cái chết đó về thầy. Rồi chừng đó thầy nằm xuống thầy chết giùm cho. Rồi mấy con sống. Có vậy thôi. Hiểu không? Bây giờ thầy tắt thở thầy nằm đó. Là con bây giờ con thở con sống. Rồi lúc đó là mấy con mới nói thầy ơi thầy đừng có chết. Để chúng nó chết. Thì nói đùa chơi như vậy thôi chứ thiệt ra nó không có đâu con. Có những cái điều kiện đó thì sự thật ra thì mấy con đừng có lo. Mấy con chỉ ảnh hưởng với nhau mà nói đau nói bệnh nói ăn uống đau bệnh rồi tại bọn ảnh hưởng tưởng với mấy con đó. Đau bệnh thì phải đau hết chứ sao lại có người này đau mà người kia không đau, rồi rùm nhau mà này kia nọ, thì thầy thấy tất cả mấy con muốn biến trở thành cái tu viện chúng ta có cái nhà bếp trở lại điều đó không có sai, trong khi thầy rất là cực khổ mới được như vậy chứ không phải dễ đâu. May mắn lắm đó mới có cụ Liệm Châu, chứ cỡ mà không có cụ Liệm Châu chắc chắn là thầy tổ chức sao nổi. Con nghĩ là bây giờ thì thôi mình đừng có lấy bất cứ một cái gì thuốc về đó, rồi đi để từ 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày như lắm cho 5 ngày nó hư thuốc rồi đó là bắt đầu có sự thay đổi. Không, con làm như vậy nó sai, bởi vì người ta ở đâu người ta cúng dường đến đó. Không phải con. Là cái này là không phải là cái ý của cũ. Không phải cũ. Không phải ý của cũ. Mà của người ta. Rồi của cũ phải làm. Con nghĩ là tại vì cô đi ngang qua cùng ngay của Úc mà cô đứng cô nói với ông Úc con đồ này kia đó, cô biết là cô có một cái ý gì. Không, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà thầy đã nói hụt hẳn. Con đã hiểu rồi. Nhưng mà điều kiện nó không phải là nó cũng có cái sự thúc đẩy ở bên ngoài. Cũng như bây giờ cổ muốn gói bánh chưng đâu, nhưng mà ở Hà Nội chở vô đóng bánh chưng buộc làm, hoặc là Phật tử cúng dường bánh trái. Cho nên con biết cô Liên Châu mà đem vô đây cúng dường nào nắm nào này kia đủ thứ. Thầy bảo thầy gợi ý, thầy cử ý khéo mà cô hiểu đem ra ngoài tiệc cơm cha. Đừng có để đây cô Út cô làm. Có phải không mấy con đấy? Những cái đồ ăn mà đồ Đài Loan đồ nó làm cái thịt nó tròn tròn đồ này kia nó bọc bọc nè. Cô đem lại bao bao rồi chứ gì. Bữa để đây nè, thầy bảo rồi shipper nó mới xách ra cho em đưa ra ngoài quầy hiệu con trai đem quán. Chứ còn để đây cô làm.
bởi vì của làm sao của bỏ nghĩa. Cho nên lần lượt rồi thì mình sẽ khắc phục về cổ sẽ thấy cái sự thảnh thơi với cổ. Chuyện đó cổ không có hụt hẳn. Chứ đưa người ta đứng nấu cơm mà dũng cái rồi hết nấu cơm thì phải hụt hẳn chứ phải. Cái chùa đang có ngay nhà bếp mà bây giờ cái nhà bếp dấm qua nha thì nghe nó lạnh lẽo quá thì cũng phải mấy người nhà bếp nó cũng phải buồn tuổi chứ. Cái điều đó mình phải hiểu rồi. Nên bây giờ đó, để lần lượt rồi thầy sẽ giải quyết cái đám Phật tử cúng dường cái ba cái thực phẩm này. Để giải quyết cái gốc chứ còn không giải quyết cái gốc này không được. Khó lắm mà mấy con, cái vấn đề này là vấn đề khó, nó còn duy trì dài lắm chứ không phải là một ngày một ngày đâu. Nhưng mà mục đích của thầy là mục đích gì? Nó một lần hai lần. Bây giờ nó thầy có thể nói cái tu viện này nó đã quen rồi. Nhưng mà cái cơ sở khác là không được. Không được ở trung tập tập thành lập cái nhà bếp ở trong đó được. Nghĩa là Phật tử ở đâu kéo gì đó cúng dường chứ còn không được ở trong cái khu vực đó mình. Như bây giờ cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội làm sao được. Mà thầy ra thầy tiếp thu ý lời đàng hoàng tiếp thu khi các được sinh phương. Bắt đầu bây giờ có người về sinh hoạt rồi, nhà bếp không được ở đây. Ngay từ đầu nó không được, không được. Còn bây giờ nó cả mười mấy năm, hai chục năm ở đây, bây giờ là có vấn đề rất là khó. Mà thầy làm được như vậy là nó đi hết hai phần còn con thấy thầy khó mà thầy làm được đó là ghê gớm. Mà bây giờ nó còn chút nữa mà nếu không á thì nó lại xảy ra những cái chuyện khác khó khăn hơn. Mà cho nên mấy con cứ tùy thuận lần lần thầy sẽ giải quyết, chứ còn mấy con làm một cái bức chớn là coi dừng á đổ dở hết cái sau này thì để thầy dẹp mang cái Phật tử cũng vừa sai. Chùa ta có chỗ có cơm ăn áo mặc hàng ngày người ta có rồi, để lo bao nhiêu công việc khác chứ đâu phải mà cứ dồn dập như từ lâu đến giờ bắt người ta phải nấu nướng như thế này. Phải thay đổi. Cho nên ở đây thì nó rất khó, nó nhiều cái tư tưởng, nhiều cái nhóm, nhiều cái nhóm này, nhiều nhóm này, trong này nó bao nhiêu nhóm thì biết đó. Nghĩa là người ở chỗ này người chứ, nhưng mà người ta không có thông cảm thì nó đứng ở trên cái khó. Ví dụ như cái tình cảm của mình nó xuyên qua chỗ này, nó xuyên qua chỗ này, nó thành ra cái phe này nó làm nó khó. Trong nam cũng vậy, ở trong bên nam chúng ta cũng vậy, mà bên nữ cũng vậy, chứ không phải không. Nhiều. Cho nên thầy dập xuống, hễ hở ra một chút là thầy dập xuống, hở ra một chút thầy dập xuống. Bữa đó thầy nói, người nào tu được ở, mà tu không được, mà nói chị ăn uống gì đó. Thầy thẳng thắn mà thầy không chấp nhận cái điều đó. Còn về vấn đề học, lớp chánh kiến chứ không phải chánh tư duy. Ở đây quý cô đều nói trong cái chánh tư duy chứ chưa phải là chánh kiến. Cái mình chưa hiểu, tại sao mình không học hiểu? Mình cứ chê, mình biết gì mà mình chê. Cái sức mà những bài vở của mình viết mình có cái hiểu rộng rãi chưa? Mà cái chánh kiến là cái hiểu rộng rãi của cả thế gian này chứ đâu phải là cái hiểu nhỏ mọn. Bây giờ nói thân bất tịnh, nó các pháp bất tịnh là mình nói sơ sơ như vậy đủ không? Có đủ. Còn hiểu biết nhiều nữa chứ, đã hiểu biết. Còn giờ mình cứ đem cái chuyện lặt vặt của mình phá cái tâm từng chút này mình nói cái đó nó đủ ha. Mình đem những cái chuyện nó lặt vặt như vậy thì mình nói cái chuyện đó là cái chuyện chánh tư duy để cho mình xả được cái tâm, thì bây giờ cái lớp chánh tư duy nó có phải dạy cái lớp đó đâu. Tất cả những cái này nó chưa học tới, mà giờ mình đem cái chuyện nhỏ nhặt đó như vậy nữa, chờ khi nào ta học tới lớp đó, mấy người học chung chung bây giờ đem ra nó mấy người nói hay vậy hay được không? Cái chuyện không có hay. Bây giờ cần phải cái tri kiến mình phải hiểu, đó mình phải hiểu. Mà nếu mà thầy không nói, thầy không đưa những cái tri kiến này cỡ sức mình hiểu gì nhân quả như thế nào, mình hiểu chưa? Phải không? Mình đâu có hiểu. Cái hiểu của mình nó hiểu chung chung, mà hiểu ai cũng nói nhân quả được. Nhưng mà nói cái kiểu mà thường thường ai cũng nói được hết, nhưng mà nói cái kiểu nó quá cả. Không có sao. Nó kẹt tôi, nó kẹt như thế này. Bây giờ những gì tôi nổ biết ra thì người ta chấp nhận hết trơn. Bên tăng những bên người ta chấp nhận hết trơn, nhưng mà chống đâu. Nhưng mà của người khác thì... Của người khác thì không có được. Chính cái chỗ đó mới là cái bản ngã của mấy con mà thầy dẹp đó. Nhưng mà có nghĩa cái phần kia người ta đưa ra con nó phải chấp nhận. Không phải chấp nhận tốt như thế. Dù bản ngã ta sao mình không biết thì nó cái mình học. Thật sự ra thì cái gì mà thầy nói ra thì mấy con cũng thấy hay, nhưng mà có cái người nào mà nói thì mấy con thấy người đó dở, bởi vì cái người đó đâm. Nhưng mà chính cái chỗ đó là chính chỗ đó tụi tụi chỗ mà cần phải tiếp thu, cần tiếp thu cái gì. Mình không thấy ai, mình không thấy mình hơn ai hết, mình cần học mọi người. Dù một đứa bé có cái hay mình vẫn học. Cho nên Khổng Tử mà phải học Hạng Thác mà. Con thấy Khổng Tử mà phải học một đứa hài nhi mà một đứa nhỏ mà một đứa bé mà phải học nó, mà ông trả lời được đâu mà ông học. Đó, thì mấy con thấy. Cho nên những cái mẫu chuyện như vậy rõ ràng là chúng ta phải học, mà học cái hay. Nhưng mà chú bé đó đâu phải là Hạng Thác giỏi hết. Ông được ở cái góc độ này chứ chưa hẳn là nói ông thần đồng với sự thật, là ông thần đồng ở trong góc độ thôi chứ.
không biết gì. Nếu mà ổng biết gì được á thì ổng như Phật rồi sao? Ổng có biết nhân bản nhân quả không? Ổng biết đạo đức nhân bản không? Hay là ổng chỉ cật vấn ông Khổng Tử? Con hiểu không? Nó đâu phải là hạng thác giỏi đâu. Thầy nói ở trong đời nay, thầy nói ông Phật mới đưa ra chân lý, chứ không có cái người nào đưa ra chân lý. Hạng thác có đưa ra chân lý được. Nếu mà nói là thần đồng thì ông phải hiểu những cái điều kiện cần thiết cho con người chứ. Ông đưa ra những cái chuyện mà không có ảnh đâu vậy. Ông hỏi lông mày trước mặt ông bao nhiêu cộng ông biết không? Hỏi nó làm gì? Để cật vấn người ta chơi rồi, phải không? Như cái chân mày của thầy bây giờ nó thưa rồi, nó có mấy cộng, nó đâu có bằng con. Thì làm sao mà nói chung được? Mà ai mà đưa cái chân mày xuống để đây mà mà đếm ha, hoặc là cái lông nheo chúng ta đưa xuống mà để đếm bao giờ? Cái tôi hỏi cái chuyện trước mắt ông á, vậy chứ cái lông nheo ông hay cái chân mày ông mấy cộng ông biết không? Mà ông nói dữ vậy, có ai ngờ cái chuyện mà hỏi kêu mà thắc cớ hỏi vậy? Thì dẫn qua các nhà văn tựa đặt điều thôi chứ ở đó. Cho cái gì cũng vậy, con là nhẹ nhàng đấy. Ông chỉ có đem theo cái chén và mũ rồi ông nữa không? Ông ra ông gặp đứa ăn tàu nó bụng tay nó lướt thôi, tôi thua đứa nhỏ này rồi. Nó đã tự do quá, còn tôi còn thua nó rồi. Nhưng mà cái sự thật là phải sự thật, còn cái đó là cái mắt, cái rắc rối, cái mắt mướt, chứ không có cái gì khéo léo thôi, không có gì mà hay không. Cái sự thật là mình phải sống như thế nào, đừng làm khổ mình khổ người, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái này lợi ích. Còn cái chuyện nó hỏi chơi, nghe cũng hay chơi chứ nó có lợi ích gì đâu. Biết cái chân mày này nó bao nhiêu cộng có lợi ích gì mà hỏi. Mà trước mắt đó, không biết cái thiện cái ác này, mới chính cái đau khổ của mấy người. Làm sao mấy người phân biệt được cái thiện cái ác, mấy người mới không đau khổ. Cái chính của đạo Phật là cái gì? Cái tức là ái kiết sử con, để rồi thầy sẽ cố gắng thầy giải quyết cho cái niệm này để con yên tâm con tu con. Nhưng mà cái niệm thở là như vậy, con có nên dùng cái thâu pháp ý để đập nó xuống không? Giải quyết chứ không phải đập. Đây là cái giải quyết của cái ái kiết sử. Con đập ngang tức là con bị ức chế nó, con nó sẽ không hết ái kiết sử. Mà để bây giờ cái này cái lợi ích mà cái lòng thương của con hơn là con đem chánh pháp cho con, cha mẹ mình mà, cho nên con xin sắp hoặc là xin băng đĩa để về cho cha mẹ mình được. Khi mà nhớ mình, người ta đọc, người ta thấy mình tu vậy, người ta lại an vui, người ta thấy là đem lại cái nguồn an ổn, và đồng thời cũng được nghe chánh pháp nữa, thì nó lại làm cho ba mẹ con đi vào con đường chánh pháp của Phật tốt chứ. Tức là nhiều bao nhiêu. Tôi sợ là nếu mà cái chuyện này nó trở lên nhiều lần như vậy, thì cái ấy sử làm cho cái lòng thân con nó càng nhớ thương cha mẹ. Không phải đâu. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận hiếu đạo của con, khi mà thầy đã cho con sách vở mà băng đĩa rồi rồi, thì con thấy an rồi, chờ ba mẹ mình lên cái mình trao cái an ổn. Và đồng thời khi mà có đủ cái tài liệu mà mong muốn đó, thì nó cũng an con rồi, nó không còn lo nữa. Cho nên vì vậy mà con ngồi con yên tu hơn. Còn bây giờ nó chưa có đủ, nó cứ nhắc hoài, không biết làm sao. Để thầy thấy, thầy thông cảm được cái điều kiện đó, thầy sẽ giúp đỡ những cần gì, những gì đó con cần viết ở trong cái tờ giấy đi. Rồi thầy đến, thầy xin cô Út, rồi thầy cái gì mà cần thiết thì giúp đỡ cho con đầy đủ, để cho cái tâm con nó an ổn trên cái lòng hiếu con đối với cha mẹ mình. Trong mấy năm liền qua thì nó cũng 3-4 năm nay rồi. Mỗi cái Tết thì con không có gì nhẹ. Như ba cái năm khi con đến đây thì cũng không có gì nhẹ. Thì ba tôi nói rằng mỗi đứa con đều phải chia Tết rồi phải về nhà rồi. Tất nhiên cũng về thăm gia đình một chút rồi đi cũng được. Thì ba con cũng vui lắm. Như vậy cái thăm con đã khỏi lên là như cái trường hợp hiện tại thì con tu tập rất nhiều thứ không thì phải đợi cái pháp ca và cái chuyên tâm cho mình được tỉnh khỏi lần nguyên liệu là cái về nhà cũng được, không có sao. Thầy cho vừa cái ái chương trình của bà để mà sao nó đỡ lại, vì cái nghiệp của mình đang cái nghiệp giữ tiếp một chút được, cho nên mình phải chậm hơn một chút. Con cứ ở chuyện đó rồi thầy sẽ cho, nếu mà ba mẹ con không lên thì con cứ về trong ba cái ngày Tết rồi về, nó cũng là một cái điều kiện tốt cho gia đình của mình.
thầy hết rồi. Vì bây giờ con bị cái nghiệp như vậy, con tu tứ niệm xứ không được, bảo vệ nó không được đâu. Vì nó đâu có hiện được, vì cái hãy con ôm pháp nào tu thì hơi nó cũng thừa hơi ra thì không được đó. Đúng rồi, là cái chuyện đó sẽ giải quyết, thầy rất là giải quyết về đạo đức lắm, tâm lý lắm, không có cái gì đâu mà sợ. Yên tâm, bây giờ cứ được giờ nào cứ lo tu giờ nấy thôi, không có gì đâu mà sợ. Cái chuyện đó xin thầy đi cho họ vậy. Tại vì con sợ là nếu mà về thì phá hành độc cư luôn. Không phải đâu, bây giờ mà gọi là phá hành độc cư thì nếu mà con đang tu tứ niệm xứ cái giai đoạn cuối cùng đó mà con còn nói chuyện đó, là con mới là một người phá hành độc cư. Còn bây giờ nó con có thể tiếp với nhau mà con có thể hỏi những cái pháp tu hoặc là rút tỉa từng kinh nghiệm mà cố gắng mình khắc phục, mình không nói chuyện là càng tốt. Nhưng mà lỡ mình có nói chuyện thì mình nghĩ rằng mình đừng có nói chuyện tào lao là cũng được, chứ không khéo mình nói chuyện đời, nói chuyện này kia nó quen đi, nó khó bỏ. Cho nên nhìn ngay bây giờ đó mình tập, nhưng mà cái gì cái vấn đề đó mà không phải là bắt buộc mình phải ức chế đến cái mức độ mà mình chịu đựng không có nổi. Cho nên ở đây thầy không có làm cho mấy con phải khổ sở gì cái pháp độc cư đâu. Nhưng mà thầy thường thường thì tha thứ những cái lỗi lầm của mấy con hay nói chuyện đó, thì cũng tha thứ. Nhưng mà cái vấn đề đó là phải giải quyết và khắc phục để lần lượt cho mình phải trọn vẹn độc cư. Nên bây giờ trong cái giai đoạn con như vậy mình chưa phải trọn vẹn được đó. Mà con cứ sợ là mình đi ra vậy thì nó không được, nhưng mà cái tâm của con thì nó bất an đó. Con hiểu không? Thì có một cái trường hợp này đối với con Thanh thì con coi như là con Thanh cũng giống như một đứa em gái con, thì cũng bằng tuổi em gái của con hiện giờ. Thì khi mà có mỗi lần con Thanh khi mà đứng ở ngoài này thì lúc đầu con có gặp mặt thì nhưng con không dám nhìn, thì con quay mặt cúi đầu xuống. Như vậy con có sợ con rằng là cô ấy sẽ thở lên thấy cái miệng này cho con rằng giống như những người khác còn có cái mặt cảm đối với cô ấy. Nhưng con trong cái trường hợp này con phải nếu mà nhìn mặt thì sợ cái tâm mình cũng vậy. Thứ hai nếu mà phòng hộ về cái mắt mình thì sợ rằng cô Thanh sẽ có cái tưởng nghĩ rằng con có cái niệm như mọi người khác đối xử trong tất với tôi. À, không có sao, con cứ giữ được cái hạnh của mình là phòng hộ gì là tốt hơn cái gì đâu. Con đừng có ngại, đừng có lo rằng cô sẽ nghĩ những cái người nào mà con là cô nghĩ là những người đó họ đã cô đã biết. Con người như cô Thiên Thanh cô biết cái người nào không ưa, người nào ghét cô cũng biết hết. Cô thông minh lắm. Nó con đừng có lo điều đó. Đối với bên nam, bên nữ, bên gì đó cô cũng biết hết à. Người nào sao cô cũng biết hết, bởi vì cái đầu óc đó nó thông minh lắm, nó biết cái người nào đó. Con bây giờ không nhìn không nói gì cổ cũng biết, con sao cũng biết hết. Con khỏi lo điều đó, con chỉ lo mình phòng hộ mình tu cho mình thôi, đừng lo cái điều đó rồi. Không có sợ đâu. Trong những cái bài mà cổ con viết như vậy, nếu thầy có thì có sẽ cho con mượn con đọc để mà con hiểu để mà thấy ý kiến của con được phát triển. Được mà không có gì đâu con, thầy sẽ sau này nữa. Khi mà đánh di tính xong rồi thì sẽ photo một ít, bởi vì thầy thấy những cái điều học hiểu đó nó có cái tầm rộng ở trên khắp pháp rồi. Thầy sẽ gửi cho mấy con nghiên cứu thêm để mình vun thêm những cái hiểu biết do người ta tới tập lại cho mình được, nó gọn vậy á. Thì nó quá đỡ cho mình biết bao nhiêu, thấy không? Con do đó thầy sẽ photo cho con lấy kinh nghiệm trong cái học tập trong lớp của con rồi. Trong cái những cái bài toán nào con đã biết giải được thì cũng phải cần học hỏi những cái người bạn thêm nhiều những cái phương pháp, những cái cách giải khác nha. Thì trên cái này cũng vậy, con có đang chia những bài hay, con có thể con muốn đọc những cái bài nào mà trong cái lớp chín này mà đúng thì có phần nhiều thầy thì biết rằng đây là đúng về trong cái lớp chín này thì thầy có thể cho con mượn những cái bài đó con đọc qua để mà con thực tập những cái chữ chín của con để con trả cảm nhận. Được chứ con, sau này nó những cái bài nào mà thầy chọn nó sẽ đóng được thành sách, nó sẽ gửi cho mọi người đều có một hai cuốn mấy con, chứ không phải là riêng mấy con đâu, nhất là cái bộ mà đạo đức dòng người, đạo đức nhân bản. Thì cái vấn đề đó là một vấn đề nó được từ cái lớp học của mấy con đó, nó trở thành những cái môn học sau này cho mọi người đều có một cái lối viết, một cái lối điều đó sau này thì sẽ mượn hết những cái bài vở của mấy con. Có những cái gì mà cần thiết đó, thầy sẽ chịu khó thì chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh hơn để sau khi mình cho nó thành sách, sách của mấy con mà. Đây mấy con viết, mấy con học, mấy con tu mà, nó là cái điều kiện cần thiết. Mấy con mới thấy từng cái kinh nghiệm của người này đến người kia. Ở đây mình học, mình tu để mình hiểu biết, mình tu. Cho nên mọi bạn của mình đều là thầy của mình hết. Tất cả các bạn đều là thiện hữu tri thức mà.
nó nhớ cái điều đó chứ nó không có xa lạ gì nữa. Dạ, thưa Phật, như trong trường hợp cái bài viết về của Luân Thanh là quá thanh, con mắt tịnh, nhưng là thầy muốn cho đặt lên một thời gian. Thì bạn nhớ thì cái bài đó còn thầy giữ thì có thể sẽ không được không đặt. À, bây giờ thì coi như là ăn đưa đánh vi tính đó con. Để đưa đánh vi tính xong đó con. Rồi, ăn được đó. Rồi con. À, kính thưa thầy, con xin sám hối về cái chuyện vừa rồi con không biết gì nữa thầy không quên á. Rồi con biết điều thầy nói vừa lại. Có gì không con? Xin sám hối. Dạ, có gì đâu con. Đời mà tu hành chúng ta hoàn toàn muốn trở thành thánh thì nó cũng từ nơi chúng ta biết sửa những cái sai của mình mới trở thành thánh, chứ không phải ông thánh nó có sẵn hay đâu, mà chính từ con người. Cho nên những cái lỗi phải đều là chúng ta ai cũng có cái lỗi, mà mình cứ mình tập trung mình nhìn cái lỗi thì mình không thấy cái hay của người khác, thì cho nên mình không có học thánh. Do như vậy nên mình cố gắng mình học mình, vì vậy mà cố gắng phòng hộ mắt tai của những thân ý của mình càng tối đa chừng nào phải quý chừng nào. Ráng cố gắng thì tiến bước từ đường tu tập đến giải thoát dễ dàng, không có khó nữa. Một phần từ con vì hồi tối con có ai mà bữa thì con tu tập pháp hành một chút, trong phút thời gian mà tu tập thì không có để không cần thiện niệm Phật nha, nhưng mà hồi tối ngày thì tiếp tự con muốn thử về cái định niệm, cái niệm hồi tối của con hoặc là thì còn trong một tiếng đồng hồ cũng như đưa tay thay vào thì mình thử coi cái pháp này pháp hành tỏ của mình như thế nào, thì trong khi mà qua khoảng 45 phút thì nó tỉnh, còn 15 phút sau thì nó hơi gà xong nhưng trừ một cái thời nào không may hay không xin chắc hết thì anh cứ nói tập thuộc. Đáng cố gắng khắc phục, thầy dạy giờ nào nó ngủ, giờ nào thức, nó nghiêm chỉnh thì nó tốt mấy con, đừng có để mà phi thời thì nó không tốt. Vậy nên đáng cố gắng khắc phục. Hôm nào có dịp mà thầy sẽ đưa một cái bài kinh của Đức Phật dạy cách thức ngủ nghỉ cho mấy con. Chứ không khéo là mấy con muốn ngủ hồi nào muốn ngủ, muốn thức hồi nào thức, rồi muốn tập điên tập khùng nữa thì sợ riết rồi mấy con loạn thần kinh, nó chết thầy, nó cực khổ mang tiếng thầy. Thầy sẽ đưa cái bài kinh mà Đức Phật dạy cái chỗ mà ngủ nghỉ. Đức Phật trả lời với Hoài Đạo rất hay về vấn đề ngủ nghỉ. Bởi vì trong khi Hoài Đạo nó cũng cho là cái ngủ nó là cái si, cho nên vì vậy nó phá, nó không có ngủ, nó tập ngủ. Nhưng mà Đức Phật phá rất hay. Để rồi thầy sẽ cho mấy con cái đoạn kinh đó, có thể là thầy photo ra cho mấy con đọc đoạn. Như vậy giờ nhất bây giờ con chỉ tu tập cứ bình thường. Đúng rồi con giữ bình thường, bởi vì đối trị với cái bệnh của con nó không phải mà gắt quá như vậy được. Cho nên nó cần phải có sự ngủ nghỉ. Chứ phá cái ngủ nghỉ của mấy con là coi dừng, nó sẽ sinh cái bệnh còn nặng hơn, nó sẽ dễ. Bởi vì mình đi ngược lại với cái cơ thể của mình, mình làm sai cái di lực của nó. Cho nên vì vậy mà tới chừng nó từ nó mà tư tứ nghiệp xứ, tới chừng nó tỉnh, nó sẽ không có buồn ngủ mà nó rất là sung mãn. Nó không có ngủ là khác. Còn cái này mình chưa tới cái mức độ đó, mình ép nó thì coi chừng mình bị chế, mình làm hại cho cái thân mình mà không biết. Cho nên ông Phật cũng dạy kỹ, nó mới như cái bài kinh này nó tuyệt vời.
Bởi vì ở đây tại cái lớp của chúng ta là có những người mà thức như vậy, nhiều như vậy, sinh như vậy mà thầy đem cái bài kinh ra để cho con thấy là đạo Phật không có dạy sai cái di lực của cái nhân quả của nó. Thường thường nó làm chủ chứ nó chuyển biến chứ nó không có làm nghịch lợi, ức chế nó, ức chế trên cái thân và tâm của nó bằng cách gì. Cho nên Đức Phật dám tuyên bố là pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Những con nghe cái câu nói đó là để biết mình ức chế, mình cố gắng mình thức là mình cũng tự lập khổ mình đó. Như vậy trong trường hợp này con thấy giải, ví dụ trong 3 tiếng hồ tu tập hoàn toàn liên tục 3 tiếng hồ pháp thường niệm, con có như vậy ức chế không? Không, bởi vì mình ôm pháp đó mình đấu trị bệnh mà. Đang mình đối trị cái bệnh của con thì có gì đâu chứ. Con nghĩa mình dẹp nó, tức là mình phải cán nát cái bệnh của con, nó khác. Con hiểu không? Đi là mình dùng cái phương pháp để cán cái bệnh của con hết cái giờ đó. Có nghĩa là trong giờ tôi tập là cứ gì con pháp là này đi suốt mãi. À, tập được thì càng tốt. Nhưng mà nãy có hiện tượng gì thì cứ báo cho thầy biết rồi. Chứ đừng có bây giờ tôi cán nát cái bệnh tôi mà là giờ nó thành ra cái bệnh khác nữa thì thôi cái này nguy hiểm. Thì vừa phá bệnh này nó đẻ ra bệnh khác nữa thì thôi. Cho nên nãy khi tu tập mà thấy có gì chướng ngại thì ngay đó báo cáo cho thầy biết liền. Phá bệnh nhưng mà điều kiện là không phải phá mình, phá giặc chứ không phải là phá cho mình tiêu. Bây giờ thí dụ như bây giờ quân đội mình đóng đây để đánh nhau rồi, bây giờ muốn diệt hết quân đội của giặc thì dập luôn quân đội mình chết luôn hết, thì cả hai cái bỏ bom chết hết thì thôi rồi, nước con độc lập thì còn ai ở đây. Không hiểu cái điều đó có chuyện sai. Cho nên bây giờ đó, bây giờ lính của giải phóng nằm đây mà lính quốc gia nằm đây, bây giờ đem nguyên tử đặt xuống hết đi rồi chết rồi thì còn ai. Chết ba ông Việt Cộng này thì chết quốc gia luôn rồi còn cái chỗ nào nữa mà sao. Không hiểu chưa? Nên con sợ thì lo lắng cho nên không không nhớ. Bây giờ nữa mà không thức suốt đêm mà cố gắng thức suốt đêm rồi trái lại ngủ phi thời cũng hơn, phải không? Con đấy rốt cuộc là con cứ bị ngủ phi thời không. Giờ nào ra giờ nấy con. Con nghỉ con. Rồi, bắt đầu mấy con có hỏi thầy nghĩa thế không? Hỏi được, sáng cố gắng, mình biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Mọi việc đều có thầy giải quyết. Thầy giải quyết thầy làm sao mà nó trở thành thanh tịnh. Hỏi được, thành thanh tịnh, để đi đi con. Thầy cũng thấy thầy biết mà. Thầy đang giống như một chấp nhận một người nào mở hơn mình. Thì còn cứ chống lại luôn. Bởi vậy thầy mới đưa ra cái thiền căn bản là phải sống ba đức ba hạnh, những người tùy thuận bằng lòng. Con thấy trong cái thiền đó học những cái đầu tiên biết nhẫn nhục trên cái đầu đó và cái giải quyết mọi mặt nó đều biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mới giải quyết, nó mới đi trong cái đường đi. Nếu không khéo không cuộc đời mình cả một cái vấn đề. Nên mấy con mà được sống gần thầy phải học những cái hạnh thầy ghê gớm lắm, mà không bắt chước thầy thì mấy con sẽ tiêu. Rồi bây giờ nghĩ mấy con.